hôm nay lại một lần nữa Trang nhận được món quà này cũng khá là bất ngờ vì lần thứ hai Trang nhận được món quà của anh Trường Trần ở Mỹ. Thì lần trước thì anh có gửi về một số thuốc mà Trang có chia qua cho bà con ở quê Trang dùng, nhất là những bà cụ thì rất là quý cái món quà của anh gửi và gửi lời cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Thì hôm nay lần thứ hai Trang cũng nhận được cái thùng quà này và Trang cũng không có được anh thông báo trước, nên là khi mà món quà tới tay thì rất là vui và bất ngờ. Thì một lần nữa Trang cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều đã gửi những cái phần quà về cho gia đình Trang và cũng như cho bà con. Thì bây giờ Trang xin phép mời quý vị và các bạn cùng với Trang khui cái thùng quà này ra coi trong đây có những gì nha. Trang cũng hồi hộp lắm luôn á. Rồi, trước khi khui cái thùng quà này ra thì một lần nữa Trang gửi lời cảm ơn rất là nhiều luôn. Thì do anh cũng hay trả lời bình luận ở trên YouTube của Trang thôi, không có hay liên lạc bằng Facebook hay Viber gì hết á. Thì nếu mà anh có coi được cái clip này thì để comment ở bên dưới giùm em nha. Wow, có một món quà. Cái này nhìn vô là Trang biết là của ba Trang luôn á. Tại vì người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà. Đây là một cái nón. Cái này là ba thích lắm luôn đây. À, đẹp quá à. Có quà cho ba rồi. Trang bắt đầu Trang khám phá cái thùng này đây. À, cái này là thuốc bôi da. Này để riêng qua đi. Rồi, món tiếp theo. À, cái này là thuốc áp view bảo hẩm nè. Là thuốc nhức mỏi. Bữa nay thì em biết khui cái hộp thuốc này rồi. Có rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn gần xa có comment ở dưới là hướng dẫn em khui cái lọ thuốc này. Lần trước thì cái thuốc này chia ra là không có chừa cho ba mẹ được viên thuốc nhức mỏi nào hết trơn. Nên lần này cái lọ này thì em xin phép để lại cho mẹ đi. Đây, để đây. Wow, cái này là cái gì ta? À, cái này là xà phòng. Rất là thơm luôn. Ôi, nhiều lắm luôn. 2 6 9 12. Wow. Cái này chắc thơm quá à. Ôi, ôi, cái mùi dễ chịu quá. Em cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Chắc qua đây ơi. Đây có một cái tờ giấy của anh gửi cho chị Trang khi em gái. Anh Trường ở Mỹ. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Để dưới này đây. Món quà tiếp theo là gì đây? Wow, đây là xà bông. Xà bông gọi, dầu gọi á. Nhìn lại sẽ giống cái giống cái Hacking Sweater mà Trang đang xài ở nhà. Cái màu kiểu cũng giống. Ai, nhưng mà cái hiệu này không phải. Hai chai xà bông gọi. Wow, cái này cái gì ta? Aveno. Cái này như là sữa dưỡng thể. Để Trang lên Google dịch Trang xài mới được. Em cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Đây, để qua đây đi. Wow, cái này X-Men. Người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà của Trang. Cái này là dĩ nhiên là phải cho ba rồi. Ôi, lần này mà ba có quà ba vui chắc chết được á.
Quinn. Cái này là cái gì ta? Là cái hộp sữa dưỡng thể vậy. Để Trang xin phép Trang mở ra xem thử nha. Wow, một cái gì ngồi ta, phải nhờ chị Google á. Ủa, cái dạng bột quý vị ơi, thơm lắm. Wow, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bịch hả ta? 8, 8 bịch. Ủa sao nó làm lẻ? 3, 4, 5, 6, 7, 8 bịch. Rồi cái này xài sao? Ồ, không biết xài. Cái hộp của nó là như vậy đây nè. Để một chút Trang lên mạng cho search thử. Bây giờ chắc cho vô để khui món khác. Món nào cũng lạ hết. Đây, ở đây. Cái này bây giờ Trang khui thử một lóc ra xem cái hình dáng như thế nào. Lần đầu tiên thì Trang thấy cái xà bông này luôn á. Xà phòng màu xanh rất là có duyên luôn. Wow, cho nghe cái mùi thơm kinh khủng luôn. Một hộp, hai hộp, ba hộp, cái vỏ cũng thơm. Nguyên cái thùng quà này nó thơm toàn cái mùi của cái xà phòng này luôn đó quý vị. Ủa mùi dễ chịu quá. Ba bốn mười hai là được 12 hộp. Để qua đây. Rồi cái này là quà đặc biệt dành cho ba, hình như lăn khử mùi á. Chứ chắc là ba có quà ba vui dữ lắm luôn á. Hai chai dầu gội. Lỡ rồi khui luôn cái. Rồi nó chốc luôn cái hạn sử dụng rồi. Không biết nữa, tại nó dính vô keo luôn rồi, bây giờ nó không có đọc được nữa. Cái sơn này nó bị dính vô keo cái nó chốc luôn. Ôi. Mắt lạnh. Quá thơm. Rồi xong. Còn cái hũ này là hũ thuốc, khi nào mà cần thiết á, bôi da thì mới lấy ra xài. Các vết thương nhiễm trùng hay gì đó thì cũng bôi vô. Cái này là lọ thuốc nhức mỏi cho mẹ. Lần trước không có chừa cho mẹ viên nào hết. Cái này là ngày thì chừa cho mẹ được một lọ. Cái này thiệt sự là không biết xài luôn. Rồi xong.
Giờ Trang xin phép Trang khui cái này luôn. Rồi cho quý vị xem ha. Ba không có ở đây rồi. Mai đem ra đưa ba. Wow. X-men mấy lọ đây? 4 5 hũ. Wow, thích chứ vậy? Wow. Wow. Wow, đây là mẫu mã đẹp quá. Cái hũ thuốc nè. Bữa nay cái này á, Trang nhìn thì Trang thấy dễ khui nè. Còn cái hũ bảo hiểm là tại Trang nhìn Trang để ý không kỹ. Wow, đẹp quá à. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh Trường Trần ở Mỹ rất là nhiều luôn, đã gửi những cái phần quà, món quà có ý nghĩa rất là đặc biệt. Một lần nữa thì em xin gửi lời cảm ơn đến anh Trường Trần ở Mỹ rất là nhiều luôn. Và cũng như là Trang xin gửi lời cảm ơn đến ông bà cô chú anh chị và các bạn gần xa đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng kênh Khói Biết Miền Tây, cũng như là lời cảm ơn từ tận đáy lòng của Trang và gia đình Trang gửi đến tất cả mọi người. Và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống đến với tất cả mọi người nha. Bây giờ thì Trang xin phép gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những clip sau. Bye bye.